cộng đồng xích lên trên con, xích lên gì mà ngồi thưa quá vậy, xích lên trên này hết, rồi xích lên ở dưới để cho tắm dưới có ai vậy? Dự tính thì đang ngồi ở phía sau, xích lên trên này, đó thì nó đều, nên ngồi thưa thưa con cũng được. Thôi thì thôi về trong này cái phần chị không vừa đọc nói là thầy nói về còn thiếu về cái phần nào thầy sẽ vô nữa tại sao khi con đọc đến con biết đây là cái phần gì này các bạn, các bạn đó con vừa đọc cho thầy hôm nay có thiện tảo vô đây không hay là vắng khó con lại con cố gắng sáng làm cái bài định vô lậu con. Bởi vì trong cuộc đời tu hành của đạo Phật mình phải hiểu cái lớp chánh kiến là cái lớp căn bản nhất, và cũng chính nó mà nó giúp cho cái đời sống chúng ta được giải thoát. Nếu mà cái chánh kiến không có thì chúng ta không bao giờ có giải thoát, vì tà kiến là sẽ giải thoát được, mà lại đạo Phật lại sắp xếp cái lớp chánh kiến là cái lớp đầu tiên, cho nên nó căn bản, mà căn bản lớp đầu tiên thì phải triển khai cái tri kiến của chúng ta cho nó thấu suốt được cái lý như thật của các pháp. Nhờ cái thấu suốt được cái lý như thật của các pháp, chúng ta mới sống một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Cho nên đạo Phật là một cái đạo đức, chứ nó không phải là một cái phương pháp để luyện tập có thần thông phép tác tiến hóa tàng hình. Nhưng vì cái tâm chúng ta thanh tịnh, không còn tham sân si, thì cái nội lực thanh tịnh đó nó có đủ cái tứ thần túc, nhưng nó chỉ xác định cho chúng ta biết cái tâm chúng ta có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì nó mới có đủ tứ thần túc, mà không thanh tịnh thì không đủ tứ thần túc. Cho nên thầy và Phật cũng thường nhắc, nếu còn một chút xíu tham sân si trong móng tay ta thì tứ thần túc cũng không có. Nhưng không có nghĩa là nói như vậy để chúng ta hướng đến tứ thần túc, mà chúng ta hướng đến đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Đó là hạnh phúc cho con người ở trên hành tinh này rồi, chúng ta không cần, nhưng nó vẫn phải có khi tâm chúng ta hết tham sân si. Vì vậy hôm nay bước đầu mà học cái bài nhân quả con người thì đầu tiên chúng ta phải dựa vào cái căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy chúng ta biết, cái lộ trình của đường đi nhân quả của con người, đó là thập thiện thập ác. Biết được như vậy thì chúng ta mới biết được con đường như vậy, chúng ta mới biết cái lối đi để mà chúng ta thực hiện sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hay là các pháp ác không làm nên làm các pháp thiện. Điều đó là những điều mà đạo Phật đã xác định cụ thể rõ ràng. Đường lối của đạo Phật thẳng hoài là tự mình cứu lấy mình, không có một vị thánh thần hoặc một Bồ Tát nào cứu mình được. Đó là đạo tự lực chứ không phải đạo tha lực. Cho nên ở đây không cầu phạm gian sinh với một vị nào cả, mà chính mình phải tự thắp đuốc lên đi bằng con đường đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người. Cho nên những bài vở mà các con làm hầu hết phải hiểu đây là đạo đức của con người, đạo đức nhân bản. Mà viết mà thiếu nói đến đạo đức là đã thiếu một cái gì không đúng. Cho nên nói về nhân quả của con người thì phải biết đó là đạo đức. Khi bài viết chúng ta nêu ra những sự việc xảy ra cho đời sống của chúng ta từ lúc bé cho đến giờ, nghĩ lại có lúc chúng ta làm một điều ác rồi chúng ta gánh cái hậu quả của sự ác đó. Như lúc còn bé thì thấy nhà hàng xóm có mấy trái mận đỏ ngon lén qua ăn cắp, không ngờ chúng bắt được đánh cho một vố, chạy về nhà khóc. Đó là những hành động để nói lên nhân và quả cụ thể của một đứa bé. Thì trong khi chúng ta còn bé còn nhỏ, thấy trái ổi trái xoài của thiên hạ thì tánh con nít thì thấy ngon thì hái ăn chứ cũng không có làm gì, nhưng mà cũng là nhân quả để rồi bị đòn. Đó là những cái điều mà chúng ta nên nhắc nó thực tế và cụ thể
của cái không đạo đức, của cái có đạo đức trong cái hành động sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên thầy nhắc lại vấn đề chúng ta viết sách, viết cái đạo đường đi của nhân quả con người, mà chúng ta biết rõ là thân hành, khẩu hành, ý hành. Đầu tiên chúng ta đừng nói lộn xộn mà chỉ nói thân hành thôi. Thì trong thân hành nó có ba cái hành động ác. Hành động như chúng ta biết, hành động sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, giết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Trước cái cảnh cầm dao mà giết con gà, chúng ta thấy con gà giải dụa. Trước cái cảnh mà cầm dao đập con gà, chúng ta hầu đập con cá lăn lộn. Trước cái cảnh mà chúng ta đi bắt cá, câu cá, khi cá bắt câu dở lên cá giải dụa, đặt lờ, chúng ta thấy con cá mắc lờ, rất là đau khổ. Những hình ảnh đó chúng ta nên nói lại bằng sự đau khổ, bằng nước mắt của chúng ta. Hiện giờ chúng ta hiểu biết lần thứ như chúng ta nhớ lại những hình ảnh ngày xưa mà chúng ta vô tình đã làm không hiểu biết, thì hôm nay nói lại để diễn tả lại những cái hành động ác làm đau khổ chúng sanh, giết hại chúng sanh. Rồi chúng ta kết luận những cái câu viện thuật lại cái đời sống của chúng ta làm những điều ác đó mang lấy những hậu quả gì, nhắc nhở cho chúng ta đó là những hành động thiếu đạo đức, nhắc nhở chúng ta biết đó là nhân quả để đưa đến những hậu quả khổ đau cho chúng ta phải gánh chịu. Dù là chúng ta đứa trẻ, chúng ta cũng vẫn bị trả hậu quả đó ngay liền, và những hậu quả đó còn tiếp diễn dài nữa chứ không phải trong một đời nay. Cho nên bài viết về nhân quả con người là viết về đạo đức con người, nhớ viết về đạo đức con người để nhắc nhở chúng ta áp dụng vào đời sống, không làm khổ mình, không làm khổ người. Các con mỗi người là một tác giả, một tác giả cho cuốn sách đạo đức nhân quả nhân bản cho mình, thì tin rằng khả năng của các con lần lượt người nào cũng sẽ viết được, viết rất thực tế. Có nhiều người viết rất thực tế, sự kiện vừa xảy ra đã ghi chép lại sự kiện đó, nhắc ra nhân quả và nói lên được nỗi lòng xót xa của chính mình. Bài viết về đạo đức nhân quả, người nào khéo léo chúng ta sẽ viết bằng nước mắt của chúng ta, còn người nào dũng về sẽ viết nó khô khan. Hầu hết thì mấy con viết về nhân quả những bài đầu quá khô khan bằng cách lý luận hơn là thực tế của cuộc sống. Cho nên hôm nay thầy gợi ý để các con viết làm sao nhân quả, làm sao nhân quả của con người thành một cái bài học cho mình, cho người. Thầy ước ao điều đó. Và nếu những bài viết của các con đầy đủ ý nghĩa của nó trở thành một tác phẩm đạo đức mà thầy đã từng nhắc đến với con. Mỗi sách đạo đức ra đời thầy cũng dựa vào nhân quả mà viết, chứ không viết sai nhân quả. Cho nên tập 1, rồi đến tập 2, rồi đến tập 3, thầy sẽ nói đạo đức thân hành, đạo đức bản thân của mọi người. Cho nên đạo đức thân hành nó có nghề nghiệp. Nghề nghiệp có nghề nghiệp tốt, nghề nghiệp xấu. Mấy con đưa ra nghề nghiệp, mấy con viết bao nhiêu trang không? Mấy con đưa ra cái hành động ác xấu thì viết bao nhiêu trang sách không? Biết bao nhiêu, nói thôi cho cùng hết. Nhưng mỗi chiều mấy con đưa ra mà nước mắt của mấy con, bằng cái nhìn thật sự vào xã hội, nhân quả, nhân thì phải có quả, cho nên nó kéo theo là cả sự đau xót của con người. Vì vậy mà các con cố gắng viết làm sao mà khi mà thầy đọc mà thầy khô hết nước mắt thì mấy con viết mới hay. Còn viết mà thầy không khóc thì mấy con viết dở.
Hôm nay thì tất cả những bài của mấy con viết thì thầy nhắc lại, đây là thầy trả lại các bài này để có thì giờ chúng ta còn kiểm lại, kiểm lại chánh niệm tỉnh giác. À, bây giờ mấy con biết rồi, thầy nhắc nhở mấy con biết, đây là mấy con đang viết bộ sách đạo đức nhân quả nhân bản của con người chứ không có gì hết. Vì vậy mà cẩn thận, từng bài thứ nhất mấy con đọc lại, mấy con viết lại đường đi nhân quả của con người, mấy con dựa vào hàng tập thiện mà viết, coi như là mình giới thiệu cho người ta biết cái đường đi để bắt đầu khởi sự cho một bộ sách đạo đức của mấy con. Các con hiểu chưa? Chứ mấy cái bài, những bài qua rồi nó chưa, mấy con viết nó chưa đủ đâu. Nếu mấy con không có sách hành tập thiện thì thầy sẽ gửi cho có một bác có đọc được cuốn sách hành tập thiện, bác viết hết vào trong đó. Đó là đường đi, cái bác khỏi cần viết cái gì khác hơn hết. Cũng đúng đó mấy con, nó giới thiệu mà chính là Đức Phật đã giới thiệu cái kinh hành tập thiện, tức là đường đi nhân quả của con người đó chứ gì. Chúng ta thấy thân hành, khẩu hành, ý hành có hoài con người mà có cái này đâu. Đó. Mà bác chỉ đọc cái đó bác ghi vô hết. À bây giờ bác không biết viết gì nữa hết, cứ theo cuốn hành tập thiện thì viết vô. Đúng vậy đó mấy con. Tao giới thiệu con đường đi rồi đó. Chỉ có viết vô, viết vào đầu là mình giới thiệu. Rồi mình viết hết cuốn hành tập thiện vô rồi. Tao mình không có nghĩ gì hết, viết vô hết, copy hết. Đó. Nên mình có bí vô sao thưa thầy? À thầy nói vậy đó mà, chứ còn con mà con hay thì con viết, chứ con cột bi thì quá dở. Bởi vì tôi dở, tôi cứ lấy đó mà tôi cột bi vô, tôi giới thiệu đây là con đường đi của nhân của hả con người thôi. Đó là mình dở, mình viết nhân cũng sai, đâu có sai không, thấy không? Nhưng mà tôi có cái khéo là tôi giới thiệu rồi tôi viết vô, không? Rồi sau đó tôi kết luận, tôi kết luận tôi mấy chữ thôi, tôi nói đây là đường đi nhân quả của con người. Xin quý vị, Khao và xin các bạn hãy lưu ý, từ đây về sau nó sẽ diễn biến nhiều điều mà làm cho các bạn rất là ngạc nhiên về nhân quả. Là đủ rồi đó. Có nhiều đó mình kết luận như vậy thôi, mình giới thiệu con đường rồi mình kết luận nó như vậy thôi. Để sắp sửa mình sẽ nói cái nhân quả thân hành, rồi nhân quả thân hành nói hết cái vấn đề phát sinh. Nói hết cái tham lam trộm cắp của nó, rồi nói hết cái dâm dục, cái tánh dâm dục của nó, thì chúng ta thấy là đạt được cái thân hành nhân quả. Mà mỗi một cái nói hết cái sát sanh nó nhiều lắm. Thầy nói cả tập giấy mấy con viết chưa hết cái sát sanh rồi, có tới mà tham lam trộm cắp nữa thì nếu con biết bao nhiêu không, bộ sách mấy con viết cũng nhiều lắm đó chứ. Mỗi đứa thì chắc chắn là các con viết ít ra cái bộ đường, cái bộ mà đạo đức làm người này mà nhân quả này các con viết chắc cũng mấy tập chứ không ít. Bởi vì cuộc đời mình đã chứng kiến biết bao nhiêu sự việc xảy ra trong cuộc đời đều là do thân hành, khẩu hành, ý hành, mấy con thấy nhiều lắm. Cho nên cố gắng viết chừng nào hay chừng nấy, viết nhiều chừng nào nó thấm nhuần chừng nấy, và chúng ta mới thấy thật sự đúng là nhân quả. Ở đây thì Phước Tồn con viết bài rất là đưa ra những cái mẫu chuyện tự bản thân của mình nói lên được nhân quả, nhưng thiếu xác định rõ ràng những cái hành động đó đạo đức như thế nào, thiếu đạo đức như thế nào. Thì con chỉ cần thêm cái đạo đức nữa là cái bài viết của con có thể nhuận lại một lần nữa thì nó trở thành sách đạo đức được. Đó là cái bài viết của con. Bài thứ nhất con cũng viết vậy, thầy có ghi bài viết thân hành thiện ác áp dụng vào đời sống đúng hay nhưng thiếu xác định đạo đức nhân bản nhân quả. Nghĩa là con thiếu những cái khi nêu ra một cái sự việc mình làm cái điều ác gặp lấy cái quả khổ đó, mà cuối cùng thì cái chuyện đó thì chúng ta còn phải kết luận đây là cái hành động thiếu đạo đức, khiến cho làm khổ tất cả chúng sanh, hay hoặc là khiến làm khổ chúng sanh, hoặc là khiến làm khổ cho người khác, và mang cái hậu quả là phải bệnh đau, hay hoặc là những sự kiện xảy ra làm cho mình đau khổ, thì con kết luận đó là hành động thiếu đạo đức, mang đến những hậu quả đau khổ, vô đạo đức. Thì đó là mình xác định cho mình, nhưng mình cũng xác định cho những người khác, ai mà làm cái điều đó là thiếu đạo đức.
mỗi bài đều thầy có thuê cho mấy con những lời để dựa vào đó mấy con sẽ viết thành cái bài nó hay hơn và nó xúc tích hơn. Bài làm nhân quả thân hành đầy đủ sâu sắc nhưng thiếu xác định đạo đức nhân bản nhân quả con người và thiếu đưa ra những mẫu chuyện nhân quả thực của đời người để áp dụng để minh chứng đời sống để minh chứng. Bài viết của Thanh Quang con viết đầy đủ sâu sắc, nghĩa là viết cái bài mà luận đó, thì sâu sắc lắm, nhưng vì nó thiếu xác định cái đạo đức nhân bản nhân quả, nghĩa là mình nói gì nhân quả thôi chứ mình quên nhắc cái này thiếu đạo đức, cái này có đạo đức, mình quên nhắc cái hành động đó, hành động này, hành động nhân quả này là hành động có đạo đức và hành động như vậy là hành động thiếu đạo đức. Tôi nhận xét qua như vậy, do đó lại còn thiếu là đưa những cái mẫu chuyện xảy ra trong cuộc đời qua cái thân hành mà tạo lên những cái quả không tốt cho mình hoặc cho người hoặc cho chúng sanh thì con thiếu. Nếu mà con luận và con viết mà con có thêm vào những cái mẫu chuyện xảy ra cuộc đời thì cái bài nhân quả thân hành của con rất là tuyệt vời, vì cái luận của con nó sâu sắc, nó đầy đủ sâu sắc nhưng nó chỉ có thiếu một chút thôi. Có nhiều người thì họ nói không có sâu sắc lắm mà nó nêu lên được cái nhìn nhận bước qua của nhân quả mà lại còn thiếu đạo đức thì nó không có trọn vẹn. Cho nên có nhiều người luận rất là sâu sắc nhưng lại đưa ra cái thực tế của cuộc sống, một cái hình ảnh sống của nhân quả, một cái ví dụ cụ thể của xã hội xảy ra thì cái bài đạo đức nhân bản nhân quả rất là tuyệt vời. Con cố gắng làm trở lại thì thầy nghĩ rằng những cái mà làm cái bài này để mà đọc lại thì các con khó chỗ không có được bỏ mà các con ghi trở lại đầy đủ thì cái luận của con sâu sắc đó, lấy cái đó rồi đưa một cái mẫu chuyện ra, từ cái mẫu chuyện đó luận ra để đưa lên cái nền đạo đức thì cái sự đạo đức đó nó vừa dạy mình, tức là áp dụng vào đời sống cho mình, mà nó vừa dạy mọi người để áp dụng vào đời sống của những người khác khi đọc đến tác phẩm của mình. Đó là cái viết để mà trở thành sách đạo đức. Thì nghĩ rằng trong lớp học của chúng ta nó 10 người thì chúng ta sau này sẽ có 10 cái tập sách đạo đức của mỗi người. Chúng ta vinh hạnh được cầm cái bút nói lên đạo đức của chính bản thân của mình. Mình nói lên để dạy mình, để sửa mình, để làm cho mình trở thành người có đạo đức thật sự, đứng trong góc độ của đạo đức nhân quả nhân bản. Bài làm của Pháp Châu chữ thì lớn như thế này, viết không mấy chữ đâu mấy con, nhưng Pháp Châu cũng có những cái ý viết cũng ngắn gọn nhưng mà cũng rất là hay chứ không phải dở. Bởi vì khi mình nói nhân quả thì cả ai cũng biết nhân quả, không? Nhưng mà Pháp Châu thì viết như thế này: bài làm đơn giản đầy đủ ý, đầy đủ cái ý của nó, mặc dù là viết ngắn gọn nhưng mà cái ý của nó đầy đủ của nhân quả. Nhưng ở đây đạo đức và vô đạo đức thì trong bài này nói về đạo đức và có đạo đức thì cái bài này rất hay, ngắn gọn mấy chữ thôi con. Cái chữ mình nghĩa là phải nói là Pháp Châu viết cái chữ bằng bóc tay nhưng mà có mấy chữ thôi, nhưng mà vì cái khả năng của nó không có diễn tả nó dài nhưng mà nó nói ngắn gọn thì cái điều mà nó đã chứng kiến và đã thấy xảy ra trong cuộc đời của nó, nó nói ngắn gọn mấy chữ thôi. Như là ở chùa Long Đà xảy ra thì nó ngay xảy ra chuyện đó thôi, thì nó nói nhân quả đó thôi. Do như vậy thì thầy thấy tạm thời thì thầy thấy những cái sự học mà đạo đức thì việc làm viết như vậy cũng tạm được chứ không phải là còn sai lắm, nhưng mà lần lượt rồi thầy sẽ giúp đỡ cho nó có nhiều cái gợi ý, có nhiều điều để nó viết thành một cái bài
diễn tả sâu sắc hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn. Chứ khi mà cầm cái bút mà viết ngắn gọn như thế này, chỉ nói ở cái sự kiện xảy ra vậy rồi thôi, thì đó cũng đúng là cái chỗ đạo đức nhân bản nhân quả. Nhưng phải cố gắng, cố gắng thầy sẽ giúp cho mình, và con sẽ tu tập về cái định vô lậu sẽ đạt được. Con hãy cố gắng mà thầy sẽ giúp cho con. Chân niệm, bài viết rất hay nhưng thiếu xác định đạo đức nhân bản nhân quả. Chân niệm con viết thiếu xác định. Con đưa nhiều cái ví dụ, nhiều cái mẫu chuyện xảy ra trong cuộc đời, thì con viết cái bài này thì rất hay. Nghĩa là nó thực tế mà, cái cuộc sống thực tế, cái mẫu chuyện thực tế xảy ra nơi mình thấy và nghe những cái sự kiện đó, mình đưa ra rồi mình xác định, mình chỉ cho cái nhân cái quả của nó, nhưng không có nói được cái đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu mà những cái bài con viết mà xác định được cái nhân bản nhân quả của đạo đức thì rất hay. Cái bài của chân niệm nữa là cái bài nó ví dụ như khi mà viết cái bài đưa ra một cái mẫu chuyện, cái ví dụ rồi, thì kế đó thì chúng ta bình luận cái mẫu chuyện đó. Thì chân niệm có làm được cái bình luận khi đó, những cái mẫu chuyện kế dưới đó thì chúng ta bình luận về nhân quả và đạo đức ở trong đó. Thì cái bình luận đó nó sẽ gây chúng ta có cái sự thâm sâu qua cái mẫu chuyện mà chúng ta thuộc. Cái bình luận đó thì chân niệm đã làm đúng cái ý của thầy, của thầy muốn là gì. Khi mà mình đưa ra một cái mẫu chuyện rồi thì mình bình luận cái mẫu chuyện đó, coi nó đúng sai, coi nó nhân quả nào, nói đâu. Thì cái bài của chân niệm con làm khá đầy đủ khéo léo ở chỗ này, cho nên nó phải có bình luận, đưa một cái mẫu chuyện ra rồi mình bình ở trên cái mẫu chuyện đó để dạy ra cho người ta biết cái đạo đức, cái nhân quả, cái đạo đức nào đâu. Thì cái này nó sẽ giúp cho mấy con. Còn cái bài đầu tiên con viết á, thì con viết hay nhưng mà không có ghi rõ cái bình luận của mình, cho nên nó dở. Cái bài thứ hai thì khá hơn chút, ghi được cái bình luận của mình, bình luận của cái mẫu chuyện mình đưa ra, để nói lên cái đạo đức nhân bản nhân quả, cái thân hành nhân quả của mình. Nó thì những cái này là mình sẽ học và mình sẽ khéo léo, và từ đó mình sẽ viết cái bài của mình, nó trở thành những cái bài học đạo đức rất là thực tế. Chân tịnh, bài nhân quả thảo mộc đầy đủ chính xác, hãy làm bài đường đi nhân quả con người. Chân tịnh, hãy cái bài của con về làm cái bài mà nhân quả thảo mộc, thì thầy đọc xong đó thì nó là đầy đủ chính xác rồi. Bây giờ đi qua làm cái bài đường đi nhân quả con người. Bài đường đi nhân quả con người nên dựa vào thập thiện mà viết thì nó không sai. Huệ Hưng, bài này nêu lên được tổng thể nhân quả thân hành, nhưng thiếu sinh động đạo đức làm người, tức là không áp dụng vào, áp dụng nhân quả vào đời sống, tức là không đem một cái mẫu chuyện ví dụ. Tổng thể là nói chung chung, chứ nó không có nói thẳng một cái thân hành nào, cái nào cũng có nói, mà nói lướt qua, cho nên nó nói tổng thể, nói tổng quát thôi, không có nói rõ ràng, cho nên làm lại cho kỹ lưỡng. Ví dụ như bây giờ nói cái bài đưa đề nó là thân hành, thì nó thân hành này là nó thân hành thứ nhất, tức là sát sanh, giết hại chúng sanh. Không giết hại chúng sanh, tức là lòng hiếu sinh thương yêu chúng sanh. Thì hai cái mặt của nó thì mình chỉ nói cái thân hành đầu tiên về cái giết hại chúng sanh thôi, đừng có nói nào là dâm dục, nào là trộm cắp tham lam. Mình chỉ nói một cái đạo, cái thân hành đầu tiên là giết hại chúng sanh, mình nói chưa có hết ý, mình đưa qua cái khác thì nghe cái bài của mình nó ngắn quá, nó không có đầy đủ. Cho nên do đó mình phải nói một cái thân hành về giết hại chúng sanh, nó sẽ đưa đến cái quả gì, cái tai họa gì, cái hành động giết đó nó thuộc về có đạo đức hay không đạo đức,
thì mình phải nói rõ một cái hành động về một cái hành động của thân gì giết hại chúng sanh thôi, chứ chưa nói nó đến cái tham lam trộm cắp. Nhưng mà đến cái đề tài, đến một cái bài khác nói về tham lam trộm cắp thì nó có những cái điều kiện, những mẫu chuyện mình đưa vô mình nói thì cái bài của con nó mới có cái giá trị. Cho nên Quỷ Hưng, con nên làm lại cái bài thân hành này cho nó cụ thể chính xác, chứ nói tổng quát thì coi như là mình nói chung chung chứ nó không có đi sâu dạ. Còn cái bài của Thiện Tảo, con viết thiếu giới thiệu cái đường đi nhân quả, nghĩa là mới vào đầu đề đó thì con nêu thập thiện 10 điều lành thể hiện qua thân khẩu ý, con giới thiệu rồi đây là đường đi nhân quả như thế nào, con giới thiệu rồi con mới vào đề, nó là thập thiện thập ác gì đó con mới vào đề, chứ còn con chỉ thiếu giới thiệu. Và như vậy thiếu giới thiệu thì mình vô ngang quá như vậy thì coi như là mình chưa có biết làm bài. Cho nên khéo léo khi mình muốn viết một bài nào đó thì mình mới mở đề, mình mở đề thì có khi mình lung khởi, mình viết nó nhiều, mình giới thiệu nhiều, mình nói cái này cái khác nhiều, rồi mình cũng nói một câu để mình cũng đặt một câu hỏi để cho nó vào đề nó dễ dàng. Còn cái này đó con hoặc là trực khởi mình nói một câu ngắn thôi rồi mình giới thiệu hành tập thiền thì nó được rồi. Còn này con thiếu giới thiệu, cho nên thiếu giới thiệu cái đầu đề vào cái đề của nó, cho nên vào ngang xương như thế này thì coi như là người ta không hiểu mình muốn nói cái gì. Còn mình vào đề đó, mình mở cái đề đó, mình giới thiệu cho người ta biết mình không muốn nói cái gì thì người ta sẽ chú ý cái mình nói. Còn con chưa giới thiệu gì hết mà con vô cái thân bài, con vô cái đề con nói, người ta không biết âm này không nói cái gì đấy. Thành ra thầy khuyên ráng cố gắng mà ra học hiểu để mà viết cái bài cho nó đúng, thầy sẽ hướng dẫn con, sẽ làm được những cái điều tốt hơn và cái định vô lậu nó sẽ thâu sâu sắc hơn. Nhờ đó mà cái tri kiến của con ấy, nó sẽ giải quyết được những ác pháp, không ác pháp nào phát nổi. Đời Đức Phật dạy cho chúng ta sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải dạy chúng ta ngồi thiền nhập định. Ngồi thiền nhập định nó con thấy cái lớp chánh định của Phật nó dạy lớp thứ 8 sao còn để mà chơi vậy thôi, chứ nó đâu có phải là cái mục đích của đạo Phật. Cái mục đích của đạo Phật là nhắm để dạy cho chúng ta là một con người bình thường nhưng tâm bất động trước ác pháp, trước các ác pháp. Đó là cái mục đích của đạo Phật đó. Cho nên cái chân lý diệt đế của đạo Phật mà nói đến cái thanh thản an lạc, cái tâm không còn tham sân si, đó là cái chỗ tu, cái chỗ mà của đạo Phật, chứ không bao giờ nói gì thiền định. Mà người ta lầm lạc, người ta vào Phật giáo là người ta cứ nghĩ là thiền định là trên hết, cho nên chẩm khu chẩm rộng mà ngồi thiền. À, cuối cùng xả thiền ra ai đụng tới sân nằm hầm, tâm thì còn tham đắm, tham danh, tham lợi, tiền bạc thì ham thích, thì tất cả những cái này đâu phải nghĩa của Phật giáo. Cho nên cái người tu sĩ Phật giáo người ta do cái chỗ xả tâm, người ta buông xả, người ta không còn tham đắm, cho nên người ta đâu có chùa to Phật lớn, người ta đâu có ăn sang mặc đẹp, người ta sống rày đây mai đó, chứ người ta đâu có còn mà nhà cao cửa rộng đâu. Mà cho nên người ta sống không gia đình không nhà cửa là cái mục đích của người ta, là giữ được cái tâm bất động, nó không bị trói buộc mới đúng nghĩa của nó. Còn chứ không phải là đạo Phật dạy chúng ta để ngồi thiền làm thánh làm thần. Cho nên cái ngồi thiền chỉ chẳng qua là cái giai đoạn cuối cùng của chúng ta mà thôi, để nói lên cái sức thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó có những cái đạo lực, cái thần lực như vậy đó, chứ không phải là cái gì khác. Chứ còn cái vấn đề chính là chúng ta ở chỗ cái tri kiến, cái sự hiểu biết của ý thức của chúng ta mà làm chủ được sự sống chết của chúng ta, đó là cái hay nhất của chúng ta. Cho nên các con thấy cái ý thức của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta mà nhiều cái thân đau, cái tri kiến, cái ý thức này nó ra lệnh, cái đâu phải là định, nó ra lệnh thọ vô thường, cái đầu nhất này phải đi, cái lệnh của ý thức của chúng ta. Cho nên cái ý thức lực, cái lực của ý thức chúng ta, cho nên cái tri kiến của chúng ta nó có những cái lệnh và nó có cái sự hiểu biết, cho nên cái ác pháp tác động vô tâm nó không được. Đó là cái học hiểu chúng ta. Cho nên cái triển khai cái tri kiến giải thoát là quan trọng nhất, nó là định vô lậu.
Vì vậy mà nó nói lên được cái đạo đức của con người. Mấy con thấy từng cái bài này mấy con sẽ học, mấy con sẽ rõ được cái đạo đức của con người. Thì cái đạo đức của con người có thì nó là hạnh phúc chứ gì, các con thấy chưa? Đây là bài của Thiện Tảo nữa, nên làm bài nhân quả thân hạnh. Cái bài của con viết cái bài này nó cũng chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà cố gắng con sẽ viết lại cái bài nhân quả thân hạnh, dựa vào cái thân hành của thập thiện. Thì nó có ba cái hành động của nó: hành động giết hại chúng sanh, hành động tham lam trộm cắp, hành động dâm dục tà dâm. Dựa vào ba cái hành động này thì cái hành động đầu tiên chúng ta giết, cái hành động đầu tiên là giết hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh, chúng ta giết hại. Những cái điều đó thì làm cho chúng ta dạy ra, chúng ta thấy được cái sự tu tập và ngay ra cái hành động mà giết hại chúng sanh trong vô tình. Nó cũng làm cho chúng ta rất tỉnh thức, là vì trước khi mà đi kinh hành thì chúng ta soi đường để mà từng bước đi, nó làm chúng ta có những hành động giúp chúng ta rất là tỉnh thức. Còn chúng ta cứ đi để mà đi á, cho nên vì dặm đạp trên ốc, trên kiến, trên những côn trùng dưới chân chúng ta chết biết bao nhiêu. Cho nên trên bước đi chúng ta trước khi đi thì chúng ta phải soi đường. Mà nếu mà buồn ngủ thì làm sao soi đường? Cho nên vì vậy bắt buộc chúng ta phải tỉnh. Do cái tâm tư của chúng ta nó trên đứng trên đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của các loài, thì buộc lòng chúng ta bước ra khỏi nhà, khỏi thất của chúng ta thì soi đường để mà bước đi. Và như vậy chúng ta mới có cái sức tỉnh, mới có sức tỉnh cao. Và chính như vậy tu mới đúng cách. Và nhờ cái đạo đức nhân bản nhân quả này nó giúp chúng ta tỉnh thức rất lớn. Cái sự hiểu biết của tri kiến của chúng ta, cái sự hiểu biết của ý thức của chúng ta, nó giúp chúng ta hiểu biết rất là sâu sắc. Và nhờ cái sự hiểu biết này nó mới giúp cho chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức à, các con có nghe một bác đã nói, khi mà bác nhắc nhở bác tắc ý bác rồi, cái hôn trầm nó lại tan biến đi. Cái buồn ngủ, cái hôn trầm nó lại tan biến đi. Bởi vì mình nhắc nhở cái lực của ý thức nó làm cho chúng ta tỉnh thức. Cũng như thầy Chân Thành, thầy thấy buồn ngủ, thầy đang buồn ngủ thì một tư thầy nhắc nó một câu nói, thầy có động dụng gì đâu, thầy nhắc nó chết từ nơi rồi mà còn ham ngủ, mày liệu mày thấy cái âm đó chết không, mày thấy cô Minh Cảnh chết không mà còn ham ngủ. À, nghe nói nó giật mình, bây giờ nó tỉnh bơ rồi, chỉ có tác ý thôi mà nó tỉnh. Nó ngán quá, nó sẽ chết như cô Minh Cảnh. Cho nên nó quýnh nó, cho nên nó bây giờ nó không hết buồn ngủ rồi. Các con thấy chỉ có cái ý thức lực của chúng ta thôi, mà cái nhiệt tâm thật sự chỉ khéo nhắc mình thôi. Đây thầy Chân Thành, người đang ngồi sau mấy con đây à, muốn thắng được hôn trầm thì nghe, chỉ cần nhắc mà nó đã thức, nó đã tỉnh rồi. Nghe nói mày chết tới nơi rồi mày còn ham ngủ nữa sao, mày ngồi đây mày gục, là nó đã quảng hồn rồi. Các con thấy cái ý thức chúng ta mạnh ghê không? Cho nên tại sao mà khi mấy con thấy cơn đau quá khổ, thế mà chúng ta phải nằm thôi. Vậy mà chúng ta chỉ cần nhắc nó một chút là chúng ta thấy ngồi sững thân lên được. Thì mấy con thấy nó đặc biệt vô cùng của cái ý thức chúng ta chứ. Cho nên ở đây do ý thức chúng ta hoàn toàn triển khai đầy đủ cái sức lực của ý thức và cái sự hiểu biết của ý thức là chúng ta đã giải thoát. Thì trong khi nhập định mấy con thấy, nếu mà muốn nhập định nào thì ý thức truyền lệnh chứ cái gì mà truyền lệnh ra đây. Chúng ta bảo diệt tâm tứ nhập nhị thiền, thân tâm chúng ta bắt đầu riêu riếu đi vào cái nhị thiền, diệt hết mắt tai của miệng thân ý, không còn nghe thấy. Một cái người có mắt không thấy, người có ý không suy nghĩ, đó là chúng ta nhập nhị thiền. Có phải không? Ai làm được cái này? Tai chúng ta có ai mà thọt cho nó lũng? Mắt của chúng ta có ai mà móc không mà không thấy? Tai có ai mà thọt lũng không mà không nghe? Tại sao nó làm được điều đó? Không phải là ý thức lực của chúng ta sao? Không phải không? Do ý chứ chúng ta có cái gì hơn? Mà do sự luyện tập nó mới có đủ cái lực nó như vậy, gọi là ý thức lực. Cho nên các con thấy trong cái thiền định nó không phải khó đâu, mà cái khó là ở chỗ đang rèn luyện ý thức của chúng ta, rèn luyện cái sự hiểu biết của nó, gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Các con hiểu không? Rèn luyện ý thức trở thành một cái lực lệnh để mà nó trở thành cái sự sai bảo
làm chủ được thân tâm chúng ta bằng ý thức chứ không phải bằng tưởng thức. Đó là cái học tu của chúng ta hôm nay. Thiện Thảo cố gắng, phải siêng năng cần mẫn. Một buổi khuya thầy đi ngang qua thất, trời lạnh thầy thấy con thức rồi ngồi cầm buổi viết. Thầy rất mừng, con đang chăm chỉ, con viết được những cái bài này, cả bao nhiêu trang giấy này, thầy rất mừng con là thực hiện được cái tri kiến giải thoát của mình. Cố gắng, thầy sẽ hướng dẫn con làm không lệch nữa, không có lệch, tức là hoàn toàn khép vào cái khuôn khổ để khi suy tư một cái điều gì, xoáy sâu một điều gì đúng không lệch, tức là không lạc đề. Còn không khéo thì chúng ta sẽ lạc đề. Thì chân thành, bài này nói lên được tổng thể nhân quả ý hành nhưng không sống động, nghĩa là không, con không đưa ra những cái mẫu chuyện của cuộc sống qua cái ý. Và không nêu lên được cái đạo đức nhân bản nhân quả, không nêu lên được, chỉ nói qua cái không tham không sân si như là cái như là của cuốn Hành Thập Thiện, nghĩa là con giới thiệu qua cái mẫu Hành Thập Thiện nhưng mà nói về thân hành. Ở đây thì con lý luận có nhiều cái lý luận sâu sắc sắc bén của nhân quả của thân hành, nhưng thiếu sống động là thiếu những cái mẫu chuyện linh động để làm chúng ta thấy nó thực tế của cuộc đời. Con hãy làm lại. Đây là bài nữa. Bài này nói lên được tổng thể nhân quả khẩu hành nhưng không nói lên được đạo đức nhân bản nhân quả và thiếu linh động. Thiếu linh động tức là thiếu áp dụng những cái mẫu chuyện ở ngoài đời áp dụng vào trong nhân quả. Con hãy làm lại. Quyên tịnh nên làm bài nhân quả thân hành. Quyên tịnh nên làm cái bài, bài con ngắn gọn, nó chỉ bao nhiêu giới thiệu đường đi nhân quả, không nói dối, không về là nói và không tham không sân si, không gian tham trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, thì con nêu lên được cái đường đi của nhân quả. Cho nên bây giờ con làm cái bài nhân quả thân hành, nói về nội cái thân hành không. Con cố gắng tư duy suy nghĩ nhiều hơn nữa. Viết ngắn như vậy thì nó tạm đủ, nói đủ, nhưng có cái điều kiện là nó không có lý luận để giải trần được cái nhân quả. Minh Tâm, bài này nói được tổng thể thân hành nên viết lại bài, nên viết lại cái bài này để nó trở thành cái bài đạo đức nhân bản nhân quả, cần có mẫu chuyện như thật đưa vào. Nên là con viết lại cái bài này mà đưa vào những mẫu chuyện và nhắc đến những đạo đức nhân bản nhân quả sau những mẫu chuyện đó, nghĩa là mình có bình luận ở trong đó và những cái bình luận của mình nêu lên cái đạo đức của con người là đạo đức nhân bản nhân quả ở chỗ bình luận đó. Làm bài được, con đừng nói chuyện với bất cứ một người nào, nói chuyện là ác pháp. Nghĩa là bác Phước khi mà làm cái bài này thì bác làm được, nhưng cố gắng làm tới cái bài mà thân hành, bài đường đi nhân quả, bác đưa cái hết cái hành thập thiện vào trong này thì đó là cái đúng. Nhưng cố gắng tránh là khi mình học về đạo đức thì mình để cái tâm mình đừng phóng dật, cho nên đừng nói chuyện với ai hết, bất cứ một người nào không có nói chuyện với họ, vì nói chuyện đó là ác pháp, nó sẽ làm cho mình bất an. Cho nên ở đây thì thầy khuyên bác không nên nói chuyện ai hết, nghĩa là mình giữ im lặng. Vậy mà theo cái sự xin thầy đó là sẽ bạch thầy, con là con khỉ ở ngoài đời hay lung tung, có nơi nào kính thầy nhốt cho con với, nghĩa là bác Phước xin thầy cho một cái chỗ nào nó đặc cư cho dễ, chứ không nó ở trước đó thì con khỉ của bác nó không có dừng được, thì đụng đâu bác cũng nói chuyện hết, cho nên dễ bác xin. Cho nên thầy sẽ tìm một cái nơi cho bác yên ổn để mà bác giữ đạo nhập cư cho được, cho tốt.
về pháp ngộ, con hãy làm bài đường đi nhân quả của con người. Nhớ con những lời là bạch thầy. À, làm rồi. Dạ, chấm ơn quá. Chấm rồi hả? Con đang làm bài thân hành. À, làm cái bài thân hành. Cái bài này là cái bài thảo mộc. Bài thảo mộc còn sót rồi. À, sót bài. À, Nguyễn Hưng nên làm bài nhân quả thân hành. Con có là cố gắng làm cái bài nhân quả thân hành lại con. Cứ mỗi lần mấy con làm là mấy con có cái sự tiến bộ lên. Phải cố gắng. Còn cái bài thiện thảo nên làm bài đường đi nhân quả con người. À, cái về cái này là cái bài nhân quả duyên hợp duyên tan, con làm được, tạm được cái bài này, cho nên chuyển qua cái bài mà đường đi nhân quả con người, tức là cái bài này còn thảo mộc, cái bài này cũ, hồi nãy mấy bài kia là bài mới. Là do bây giờ con nên làm bài đường đi nhân quả con người dựa theo kinh hành thập thiện mà luận. À, thầy dặn đó, cái tập của anh chuyên qua con cái bài này. À, chuyên qua còn một cái bài nữa, cái bài này nữa. Thôi rồi. Ở đây là cái xong cái tập sách này, cái tập vở này của con, cho nên con làm bài thầy nhắc là làm đường đi nhân quả con người dựa theo kinh hành thập thiện mà luận. Đây là cái bài của Kim Quang. Còn một cái bài của Kim Quang viết rất nhiều nhân quả thân hành, nói về nhân quả thân hành. Mà cái bài này thì con nếu mà áp dụng vào những cái điều mà con viết mà đúng vào cái lời mà đạo đức này kia, cái bài con viết rất hay. Con viết rất nhiều, ý rất nhiều. À, bài làm này mỗi ví dụ thân hành đều chỉ định rõ nhân quả và có lời khuyên răn chấm dứt nhân ác, luôn luôn làm nhân thiện để hết khổ được an vui, thì bài này sẽ là bài dạy đạo đức. Con hãy làm lại, nghĩa là dựa vào cái bài này con viết, con chỉnh lại hẳn hoài theo những cái ý của thầy, thì cái bài mà con viết ra như thế này nó trở thành cái bài đạo đức thật sự, vừa cho mình học mà vừa cho người khác học, rất là hay. À, qua cái sự mà viết một cái bài như thế này, mấy con viết chữ li ti lít tích mà trả pháp như thế này là quá sức để mà thầy nghĩ rằng đem cái đầu óc của mình mà quán mà viết như vậy là cố gắng hết sức tu tập đó, triển ra cái tri kiến của mình. Nhưng mà những cái đề tài mà trong này, những cái mẫu chuyện, những cái sự kiện mà nhắc ra đó, nếu mà nêu lên được cái đạo đức thì nó thành một cái bài học đạo đức rất là tốt. Cho nên cố gắng để sửa lại cho nó hoàn chỉnh được cái bài học đạo đức, để mình học và để cho người khác học. Cho nên thầy nhắc nhở là mình nên đưa ra nó thành những cái bài học, và nó có cái khéo léo nữa. Khi mà viết cái bài này thì mình nhắc cách thức để mình thực hành cái đạo đức bằng cái phương pháp mà Phật đã dạy trong tứ chánh cần. Nhắc lại những cái câu pháp cú mà Phật dạy: ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hay là chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành. Nó thì mấy con đem những câu pháp cú, hoặc là thấy lỗi mình không thấy, thấy lỗi mình không thấy lỗi người, tất cả những cái này thì mấy con thường nhắc, rồi mấy con đưa vào cái pháp hành của nhân quả. Bài dạy đạo đức mà lại có cái phương pháp hành, cái để thực hành được cái đạo đức, để áp dụng vào đời sống của mình bằng những cái hiểu biết này, bằng những cái phương pháp rõ ràng cụ thể, nó trở thành ra một cái bài học đạo đức có sự thực hành trong đạo đức đó thật sự. Thì mấy con cũng nên đưa cái pháp nguyên lý tác ý vào ở trong những cái bài học này, vừa nêu lên một cái mẫu chuyện, vừa đưa ra để kết luận nó đạo đức hay không đạo đức, rồi vừa đưa ra những cái phương pháp để sống cho được đạo đức. Cái khéo léo của mấy con sẽ viết những cái bài này có giá trị lắm. Nhớ những lời thầy dạy mà chuyên quan, con sẽ sửa lại cái bài này, vì cái bài này nó có nhiều điều. Nếu mà thầy cầm cái bút mà thầy dựa vào cái những cái chuyện mà con này thôi, thầy sẽ viết cái bài đạo đức rất tuyệt vời. Bởi vì có cái sườn, đây là tổng thể cái sườn tất cả những cái hành động đạo đức của cái thân của mình,
trong khi đó mình đưa ra rồi lấy cái trường này mà viết ra lại, thì nêu lên những cái mỗi cái hành động nó trở thành cái đạo đức, thì cố gắng mà viết mà làm thì nó trở thành những cuốn sách đạo đức dạy mình học mà dạy người khác học, mà chính mình là tác giả đó thì mình lại càng thâm sâu hơn nữa. Tại vì mình nghiền ngẫm mình mới viết ra được, chứ còn mình không nghiền ngẫm thì làm sao mình viết ra được. Và mình nói lên những cái điều thực tế của xã hội, của chính bản thân mình. Ở đây sau cái bài này thầy thấy có nhiều người về định vô lậu tiến triển rất khá, tiến bộ rất khá. Khi mà cầm cái bút viết thầy thấy tiến, nghĩa là vừa dạy cho mình viết ra là mình dạy cho mình đó, mà vừa để sau này dạy cho người nữa. Bởi vì thầy nói rằng cái lớp này thầy đào tạo, sau đó mấy con sẽ đứng lớp mà dạy, dạy lớp chính kiến, mấy con thừa sức khi mà đạo đức nhân bản nhân quả rồi đến cái những cái bài học như là quán vô thường, quán các pháp vô thường, rồi quán thập nhị nhân duyên, rồi quán thập thất tiết sử, tất cả những cái này đều là thầy đưa ra, thầy hướng dẫn cho mấy con để triển khai cái tri kiến mấy con, để sau này mấy con đứng lớp mấy con dạng, mấy con vững vàng rất là vững. Nếu mà mấy con nó vừa cứu mình mà nó vừa dạy người để cứu người, mấy con nó thực tế như vậy. Bởi vì thầy biết đạo Phật là cái chương trình giáo dục, cho nên thầy mở ngay cái liền cái lớp này tức khắc đào tạo cho mấy con liền, để kịp thời có khi mà thầy mà có ra đi rồi thì mấy con vững vàng, mấy con dạy người là mấy con sẽ hoàn toàn, mấy con sẽ cứu người biết bao nhiêu người trên cái nền đạo đức của đạo Phật. Cho nên mấy con hiện giờ mấy con cực khổ tu học, cực khổ lắm, mấy con thức khuya thức đêm ngồi mà thầy thấy 11-12 giờ hoặc 1-2 giờ mà con ngồi mà làm bài, thầy thấy xót xa cho những đệ tử của mình thức đêm, nhiều khi làm không có biết đâu mà biết, rồi đi tới đi lui suy nghĩ để tìm ra cái chi tiết gì để mình ghi lên, chứ đâu phải mà con viết được cái bài con thấy viết như thế này con viết đâu có, nghĩa là ngồi mà viết như thế này mới con viết đó. Cái thời giờ đó nó nhiều lắm chứ đâu phải đòi hỏi cái đầu óc mình nặng bốt ra để nhớ là những cái gì để viết chứ bộ muốn viết ra mình kia rồi viết được sao, nó đâu có. Cho nên mấy con thấy có nhiều người cái dòng tư tưởng ít quá, họ viết có 5-10 chữ hết rồi họ không viết đâu được nữa, con đâu có viết đâu mà nghĩ ra viết nữa. Cho nên cái người mà viết như thế này cái dòng tư tưởng nhiều lắm chứ không có đúng. Cho nên thầy thấy mấy con mà viết sắp sắp thầy rất mừng, tại vì mấy con có những cái dòng tư tưởng, cái dòng tư tưởng dài. Và vì cái định vô lậu nó bắt buộc chúng ta có sự tư duy quá sáng như vậy, cho nên mấy con viết nhiều chừng nào thầy cầm tới một cái sách này nghe nó ngán thiệt, các thầy hiểu ngán đọc nó nhiều quá, nhưng mà thầy mừng, thật sự thầy mừng, đệ tử của thầy nó phải vậy. Rồi thầy cố gắng cái sai thầy sẽ sửa, mấy con sẽ làm lại đúng. Và khi mà cái tư duy của con đã làm đúng nó có cái chiều hướng của nó không có lộn xộn nữa. Cho nên sau này thì mấy con thay thầy, mấy con dạy cái lớp chính kiến, mấy con vững vàng chính kiến, chính tư duy, chính ngữ nó vững vàng lắm. Giờ chính mấy con là những người gương hạnh của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, nghĩa là mấy con sống đúng mà, mấy con nói đúng chứ không phải là nói một điều mà làm một ngã đâu. Bởi vì ở trong này thầy nát nhắc hồi nãy, trong này mấy con còn nói cái pháp để thực hiện những cái phương pháp, những cách thức để rèn luyện mình. Khi mình nêu cái bài này ra nhân quả vậy thì mình muốn ngăn, mình muốn chuyển đổi nhân quả của mình mà, thì có những cái phương pháp để chuyển đổi. Chứ con người của mình đâu phải đem con tro mà nuôi nó hoặc là đem lai rép nó được, có phải không? Vì vậy mà có cái phương pháp để chuyển đổi cái nhân quả đó, từ ác nó sinh ra nó tiền, thì nó phải có phương pháp. Cho nên các con học nhân quả thảo mộc, các con thấy nó có thể chuyển biến, thì ở đây nó sự chuyển biến bằng cái phương pháp của Phật chứ sao, để chuyển biến nhân quả chúng ta. Nên làm tiếp nhân quả thân hành, bài làm nên nhớ mỗi hành động ác mang đến quả khổ, quả của gì, và hành động thiện mang đến quả vui gì. Nghĩa là mình đưa ra những cái đó cho cụ thể, nó khổ như thế nào mà nó vui như thế nào, và kết luận một hành động nhân quả là phải có lời khuyên rằng không làm ác nên làm thiện. Và kết luận cái bài của chúng ta nó phải có một cái phương pháp để chuyển đổi cái nhân quả của chúng ta. Thì những cái điều mà thầy viết ở đây, thầy gợi ý cho mấy con để viết những cái bài tới cho nó đạt được cái chất lượng tốt hơn. Còn thiện trí, bài này con làm rất hay, nói lên được ví dụ câu chuyện
cụ thể nhưng chưa xác định đâu là nhân, đâu là quả. Nghĩa là nêu ra được cái mẫu chuyện nhân quả nhưng mà không chỉ định cái nhân quả đó như thế nào cho rõ ràng. Nhưng mà đọc cái câu chuyện viết ra thì khá hay, coi như là con là nhà thuật chuyện chứ còn chưa có nói nhân quả. À, thuật cái chuyện đó. Bây giờ bữa đó tôi đi đường từ đây từ Trảng Bàng về thành phố, tôi thấy một cái chiếc xe đó chạy ngang, nó đụng cái bà đó té xuống rồi nó chạy luôn, nó bỏ không. Thì trong lúc đó bà con ở sớm nó mà chạy ra họ giúp đỡ cho cái cô bị cái bà bị xe đụng đó đưa đi nhà thương, rồi một mặt họ gọi công an đón cái xe đó lại. Do đó cái sự kiện xảy ra diễn tiếp nghe nó cũng ly kỳ, nó có câu chuyện kể chuyện thì nghe hay lắm nhưng mà không nói trước quá, không có nói nhân quả gì trong đó, thành ra người ta không biết nhân quả gì. Cho nên vì vậy đó mà con khéo léo hơn. Trong khi mà mỗi chuyện mà kể ra nó rất hay nhưng mà phải nói lên được cái nhân quả của nó thì nó mới được. Hoặc là mình nói về cái nhân quả nào đó thì trong khi đó mình chưa có nói ra được thì mình không nên nói, mà có những cái nhân quả mình nói ra được thì mình nên nói nhân quả. Con thuộc lại cái câu chuyện rất hay nhưng mà không nói rõ những cái nhân quả. Mình lựa cái bài những cái mẫu chuyện nào mà nó có cái nhân quả cụ thể thì mình nói ra thì nó hay. Cho nên bài này con làm rất hay, nói rất hay, cái mẫu chuyện đi ra rất hay nhưng mà không có kết luận được nhân và quả đó. Chỉ nói lên cái sự xúc động, cái sự cảm động của mình trước cái nghe thấy, rồi mình chỉ có cái trách cứ thôi, chứ còn trách thứ tại sao mà vậy, rồi trách mình, mà tự cái trách mình tại vì có mình tham dự trong đó nữa, cho nên tự trách mình chứ không biết đó là nhân. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên con khi viết cái bài như vậy là mình nhận xét được cái nhân quả, đưa cái nhân quả vào. Cho nên bài này con làm rất hay, nói lên được ví dụ câu chuyện cụ thể nhưng chưa xác định đâu là nhân, đâu là quả, đâu là lời khuyên đúng, đâu là lời khuyên răn. Đúng là cái câu chuyện của con đó, thầy cũng có trả lời ở đây, đúng là thầy đang rải nước cam lồ, đang cứu giúp mọi người yên vui tu hành nhưng chúng sanh ít phước, thầy phải vất vả lắm. Cái câu chuyện con nêu ra là một cái sự thật, chứ không phải thật, nhưng mà nó là một cái duyên của nhân quả để nó chuyển biến qua một cái giai đoạn nào đó, con hiểu không? Cho nên trong cái vấn đề đó là một cái vấn đề để chuyển biến, vì vậy mà mình phải thấy được cái nhân quả chuyển biến, không nên tự trách mình mà cũng không nên tự trách người, mà nên nhìn thấy nhân quả đó là cái hay. Và người mà chịu vất vả nhất ở trong cái sự chuyển biến của nhân quả này là thầy, là người đang lèo lái để vượt lên sóng gió của nhân quả. Bởi vì nhân quả mà làm sao ai tránh khỏi đâu, bởi vì đã có nhân thì phải có quả, mà có quả thì phải trả, không mà có trả. Mà người mà gánh giá cái nhân quả của mọi người là thầy, tại vì mình dạy đạo đức người ta nhân quả cho nên mình phải gánh giá, và đồng thời đó mình phải vượt trên những ngọn sóng của nhân quả để lèo lái cái con đường để xây dựng cái nền đạo đức cho loài người. Bởi vì loài người là không, thay vì cái phước báo nó chưa có đủ duyên để hưởng thọ hưởng được những cái đạo đức mà mình thấy rất là tội nghiệp, cho nên kê dai vô mà gánh vác những cái không đạo đức đó, cho nên thầy phải chịu nhiều sự khó khăn, sự bất an, nhưng mà vẫn vượt qua để đem lại được cái nền đạo đức. Thì hôm nay mấy con ngồi trong cái lớp học của thầy là học đạo đức nhân quả chứ gì. Nhưng mấy con thấy đầu tiên thì đưa cái bài nhân quả thảo mộc, nó không có gì nhưng mà nó cụ thể để chứng minh cho nhân quả con người. Bắt đầu đây bây giờ mới thật sự là mình học đạo đức cho con người chứ gì. Các con thấy cái hay là thì đưa ra cái cụ thể, rồi bắt đầu bây giờ mình mới học đạo đức, rồi mình triển khai đạo đức, rồi mình đưa ra pháp hành tất cả các pháp của Phật để chuyển biến cái nhân quả này để trở thành những con người giải thoát. Các con thấy cụ thể, thấy cái đường đi mà thầy dạy. Cho nên mấy con đừng có vội mà ở độc thất mà chống với hôn trầm thùy miên, nó chưa có phải cái điều đó đâu. Nó chừng đó là mấy con mặc sức mà mấy con suốt ngày đêm nó không ngủ. Bây giờ nó thanh tịnh rồi mặc sức nó không ngủ chứ. Còn bây giờ mấy con mở con mắt lớn mà mấy con ráng cố gắng mà chống với nó thì mấy con nó thấy nó mệt nhọc. Nhiều khi mấy con lạc trong tưởng nữa, thầy hoảng sợ thì nó không biết mấy đứa này nó thức liếc, nó căng mắt, nó đôi điên hết cả đám, phải không? Các con hiểu điều mà thầy lo lắm, nhưng thầy không cấm cản với cái nồng nhiệt của mấy con.
cái sức nhiệt huyết của mấy con tu tập, mấy con quyết là phải thắng, thì thầy không có cản đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là thầy rất sợ, thầy rất lo, là thầy cho nên vì vậy mà những đêm khuya khoắt lúc mà 11, 12 giờ hoặc là 1, 2 giờ thầy thường đi tới lui thì thăm viếng, sợ những cái giờ đó là cái giờ mà ma nó nhập mấy con mới điêu dễ đó. Thường thường cái giờ khuya khoắt là giờ thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tưởng nó dễ hoạt động, mà nó dễ hoạt động thì mấy con sẽ là giảm trong cái sự rối loạn thần kinh. Rồi lúc bây giờ mấy con la hết, mà thầy ở trong thất thầy mà chạy ra cho kịp thì chắc chắn là mấy con cũng sẽ hết áo quần rồi. Thật mà hiểu. Cho nên cái nỗi lo của thầy là cái nỗi lo đó. Thần thông đâu không thấy chứ, mà thấy điên khùng thì nguy hiểm. Còn bây giờ thầy dạy mấy con đạo đức, mấy con có cần cái đó, mà mấy con giải thoát hoàn toàn. À, cho nên cái lớp học của thầy là cái lớp học đạo đức. Cho nên thầy đã nói đạo đức không làm của mình, của người, nó sẽ đưa đi đến mấy con giải thoát hoàn toàn bằng tư kiến của mấy con, bằng ý thức của mấy con. Và mấy con chủ động điều khiển bằng ý thức, con ra lệnh mà cái thân và tâm con nó sẽ làm theo. À, mấy con như vậy là đủ rồi, mình làm chủ như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình làm chủ được cái quyền sống chết của mình rồi, còn gì nữa, phải không mấy con? À, cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái sự hướng dẫn và dạy của thầy nó thực tế cụ thể. Và mấy con cũng thấy rằng cái phước báo của mình rất khó. Ước ao có bàn ghế là có bàn ghế, phải không? Vậy bây giờ mấy con ngồi đây là thành cái lớp học rồi, không phải là còn cái lớp ngồi thiền tu mà ngồi xếp bàn nữa. Đó là những cái ước nguyện của thầy, mà từ cái ước nguyện của thầy nó thành một cái sự thật.